mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình, lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày. Hello mọi người nhé, hôm nay anh Nguyễn về Mỹ Lộc Nam Định lắp một bộ karaoke. Đây là khu này chưa có áo Nam Định này, từ Trung Quốc về, quánh Trung Quốc về. Anh em cứ buôn hàng Trung Quốc thì mùa loa cứ nghi hàng Trung Quốc, chết dở. Cái bộ này cực kỳ gấu, đồng bộ là XLY8, loa JBL, xuống vị JBL. Đây là Nam Định. Sắp tiếp đấy bạn, mà anh em là có nhu cầu của hát alo em Hành Nguyễn nhá. Nhà em cực nhiều loa luôn. Nam Định thì rất nhiều lâu đài nhỉ. Rất nhiều lâu đài luôn. Nam Định thiêu đạo là nhiều đúng không? Đấy. Nam Định nó lại già không chịu được. Có tiền thì có, gáo ác thì mình sắm là gì mình cứ sắm thôi. Chơi thì mình chơi thôi nhá. Bởi cái quỹ thời gian cho mỗi con người là nó không dài đâu. Ăn được cứ ăn, chơi được cứ chơi. Đấy. Đến với Hành Nguyễn thì báo cáo quát dịch vụ thì chu đáo, trình độ sức áp thì nó rất là cao rồi. Hàng thì chuẩn luôn. Khu này khu làng nghề anh em nhá, chuyên quần áo may mặc này. Đấy. Rất nhiều biệt thự lâu đài. Đây nhà chủ nhân này, Tuấn Phi. Đây là nhà đại gia Phi nhá, toàn gỗ thôi. Tầng 2 phòng khách đấy, rất đẹp anh em xem. Lòng lanh chưa? Đấy, ông chủ về chơi loa tay loa nghe nhạc coi. Đây bộ bàn ghế chung đúng là đẳng cấp luôn. Bẻ các cảnh. Đây là cái khu vực sân thượng. Đấy, cầu thang này toàn cá khủng luôn. Đẹp thế. Long lanh luôn. Ui. Còn ghế ngồi chơi ngoài ngoài sảnh này. Quá đẹp. Âm thanh bao giờ mà xưa này nè các bác. Bây giờ xây cái nhà này vậy. Đèn mờ râm râm, màu trắng như vì sao đôi đầu mũ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư, ghi nhớ trong cuộc đời những ngày hương tiếc mi. Chỗ đêm còn tiếng say mềm, trường thề ngàn lời vu vơ vì người hay mơ giấc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cái có tiền sướng không ạ. Đây là cái sảnh này, trong này phòng khách này. Ôi, cá này, cá vàng, cá cảnh 18 cân một con ạ. Chủ nhà 18 cân một con nên lươn lui quá tay cơ một tạ. Bắt lại thịt thì dưới ít mồi. Đây, mồi đây. Cá chết rồi mồi đấy. Này, dính này. Sợi mắt rồi. Ôi, con này kia chưa rồi. Cấm nhai cả, chơi ngay. Đấy. Đây vào.